Xin chào các bạn, mình là Huy, khoa nông nghiệp công ty Mai Huy nha các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn là nói về cái Terra Sợi 4 thì trong thời gian vừa qua nó bị cháy hàng ha. Thì nó không còn để hàng mà để bán trên thị trường nữa. Thì nay mình xin giới thiệu thêm là nó có hàng rồi các bạn. Thì nó là dạng chai 100 ml nha. Đây. Thì giá chai này là tầm 25.000 thôi các bạn. Thì nó là một dạng bón lá cũng như thay lò sữa cũ thôi, cũng là NPK sinh học ha. Thì công dụng của nó cũng như trước là mình siêu kích rễ, cây con ra rễ nhanh ha, khỏe, tăng rồi khả năng chống hạn, ngập úng, phèn mặn và tăng khả năng hút phân. Thì sau khi bạn phun này bạn thấy bộ rễ rất là tuyệt vời nha các bạn, nó hiệu quả dữ lắm luôn á. Là rễ mình nó ra như là hình xương cá mà nó dài đó. Cái này là mình sau khi ra hoa thì nó giúp cho cái cây mình nó điều hòa ha, cân đối là phát triển từ cây từ rễ lên tới lá thân rồi nha các bạn. Đây thì cái tay rau sợi 4 này là ngoài cây kiểng ra thì nó cũng có là mấy cái cây ăn trái, nó giúp cho cây mình ra nhiều trái ha, lớn nhanh đều trái đẹp mắt và có tăng mùi thơm cho hương vị đặc trưng của trái ha, chống mấy cái hiện tượng là nứt trái, giảm hiện tượng thối trái, rụng trái do virus nha bạn và nấm bệnh. Thì bên đây hàng của mình thì số lượng có hạn nha, các bạn nhanh tay liên hệ với công ty con nông nghiệp, số điện thoại là 0903194577 ha, để mình đặt hàng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha, xin chào tạm biệt ạ.